Một lô thuốc điều trị một số loại ung thư não vừa bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu thu hồi do vi phạm mức độ 3. Đây là lô thuốc do một công ty của Đức sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh đăng ký và nhập khẩu. Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã thanh tra xác suất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh và phát hiện một lô thuốc Temozilomid Ribocefam 100mg kể trên được công ty nhập khẩu về. Tuy nhiên, lô sản phẩm không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh phải phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi lô thuốc trên. Đồng thời đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát việc thu hồi thuốc của doanh nghiệp.